Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học ứng dụng. Thưa các bạn, là trong những ngày vừa qua thì YouTube có gửi cho chúng ta một cái thư thông báo với chúng ta là bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 thì nhà sáng tạo cần bật tính năng xác minh hai bước để truy cập vào YouTube Studio hoặc là trình quản lý nội dung trong YouTube Studio. Và cái việc xác minh hai bước này nó chính là một cái biện pháp để chúng ta bảo vệ tài khoản của chúng ta bằng cả mật khẩu và một thiết bị khác. Thế thì cái cách xác minh này sẽ giúp bảo đảm cái tài khoản của chúng ta không bị đánh cắp bởi kẻ gian. Và như vậy thì cái chính sách mới này nó sẽ bắt buộc chúng ta, nếu đã xác định kiếm tiền trên YouTube thì chúng ta phải phải thực hiện nó trước ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021. Như vậy thì bạn nào mà chưa thực hiện cái tính năng xác minh hai bước, các bạn hãy cùng với Khoa học ứng dụng thực hiện cái bước này bằng cái thông qua cái hướng dẫn của Khoa học ứng dụng như sau. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên cái kênh tư vấn hướng nghiệp 4.0. Thế thì để bật cái tính năng xác minh hai bước thì trước hết chúng ta sẽ vào YouTube và vào cái kênh YouTube của chúng ta. Sau đó chúng ta vào YouTube Studio. Khi mà vào YouTube Studio thì chúng ta sẽ tìm đến ở phía bên tay trái của chúng ta là cái mục monetization, tức là cái mục kiếm tiền ấy, thì chúng ta nháy nút vào đó cái biểu tượng hình đô la đây. Thì chúng ta sẽ đến cái điều kiện kiếm tiền của chúng ta ở đây. Thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ YouTube cập nhật chính sách càng ngày càng chặt chẽ hơn, thì ngoài cái 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ xem thì nó sẽ có thêm một cái là chúng ta không vi phạm một cái nguyên tắc cộng đồng nào cả. Đấy, và ở đây thì thêm một cái chìa khóa đây là giúp cho bảo mật, nhắc nhở chúng ta là hãy bảo mật kênh của chúng ta, tài khoản của chúng ta tốt hơn. Thế thì để bật tính năng này thì chúng ta sẽ vào cái Turn On Now. YouTube sẽ thông báo là các bạn nào mà không biết tiếng Anh thì chúng ta có thể chuyển sang Google Dịch để chúng ta dịch cho nó rõ xem là người ta thông báo, YouTube thông báo cái gì. Ở đây thì tôi sẽ dịch để cho chúng ta nắm được cái nội dung, các cái bước của nó. YouTube báo với chúng ta là bạn sẽ chuyển hướng đến Google Security để bật tính năng xác minh hai bước cho tài khoản của mình. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi bị tấn công hoặc bị xâm phạm. Sau khi hoàn tất quá trình này, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại YouTube. Như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn, chúng ta ấn tiếp theo thôi. Continue. Ok. Thế như vậy thì ở đây thì YouTube sẽ bắt chúng ta là nhập mật khẩu. Thì các bạn nhập mật khẩu vào thôi. Sau đó chúng ta ấn tiếp. Khi mà chúng ta ấn vào tiếp tục thì cái bước xác minh hai bước là chúng ta sẽ phải nhập số điện thoại vào. Nhập số điện thoại vào, và ở đây nó hiện là số điện thoại của bạn là bước thứ hai để đăng nhập. Thì ở đây các thiết bị của bạn có thể là cái lời nhắc đây, thì tôi dùng thiết bị nào, chúng ta dùng thiết bị nào là của ta thì chúng ta sẽ ấn tiếp tục, còn nếu không phải của ta thì chúng ta sẽ ấn thêm, có thể là thêm tùy chọn vân vân. Thế thì ở đây thì chúng ta khai số điện thoại của chúng ta vào. Đấy. Hay thêm một bước là nếu bạn mất điện thoại hoặc là số ta sẵn có thì bạn hãy chọn. Ở đây chúng ta khai số điện thoại của chúng ta vào nhé. Chúng ta sai và chúng ta nhập số điện thoại vào. Nhập số điện thoại vào đây thì tôi đã nhập rồi. Nhập số điện thoại vào và chúng ta ấn vào mục tin nhắn để nhận được một cái mã gửi của chúng ta gồm có 6 chữ số. Mã gửi gồm 6 chữ số. Họ sẽ gửi đến điện thoại của chúng ta. Đấy, và chúng ta nhập cái 6 chữ số này vào. Nhập 6 chữ số này vào thì sẽ hoàn thành cái bước xác minh. Rất nhanh thôi ạ. Thì YouTube như vậy thì cái việc bật cái xác minh hai bước của chúng ta đã hoàn thành. Thế và YouTube sẽ đưa chúng ta trở lại với màn hình. Như vậy thì các bạn hãy bật cái
tính năng xác minh hai bước để bảo vệ cho tài khoản của mình được an toàn hơn. Chúc kênh của các bạn ngày càng phát triển, và nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.